đến khi em lưu lạc vào công viên 23/9, được bạn bè gần đó quen biết đưa vào dự án máy ấm chai xanh, ở được mấy năm. Vì quá tuổi nên máy ấm chai xanh không nhận. Em không biết đường về, đã lưu lạc, không biết đi đâu, đã sống lang thang. Em làm đủ nghề hết, chỉ ai giờ gì làm đó. Có lúc thì làm như chai bán, có lúc cũng đi dọc đường thấy cái gì ra cho thì mình lấy, chứ chẳng biết làm nghề gì. Gia đình con thì nghèo khó, đông anh em, ba mẹ làm nông, thời gian mượn đất làm của ba mẹ thì đã hết, thì ba phải đi xa. Anh chủ lực trong gia đình và cũng làm ra tiền cho gia đình, thì anh ấy vừa mới mất, thì em cũng học lớp 11 thì cho không có tiền đi học, và em đã nghỉ học để đi làm phụ hồ và làm ở quán cà phê.